Những tin chính trong bản tin World Cup ngày 17 tháng 12, Messi vắng mặt trong buổi tập mới nhất của đội tuyển Argentina. Benzema trở lại sau chấn thương. Áo đấu Messi cháy hàng trước chung kết World Cup. Vâng, xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin World Cup ngày 17 tháng 12 năm 2022. Chúng ta vừa đến với những tin chính trong bản tin ngày hôm nay. Và thưa quý vị, mọi sự chú ý đương nhiên sẽ diễn ra vào ngày hôm nay với trận tranh giải 3 lúc 22 giờ theo giờ Việt Nam giữa Croatia và Maroc. Và đặc biệt, trận đấu kết thúc viên mãn cho World Cup năm nay vào ngày mai lúc 22 giờ cũng theo giờ Việt Nam giữa Pháp và Argentina. Mọi sự chú ý đều hướng tới trận cầu trên sân Lusail, đúng không? Và trước hết thì Biên Cương xin cảm ơn quý vị đã lựa chọn bản tin World Cup hôm nay và chúc quý vị có 2 ngày nghỉ cuối tuần thật là viên mãn, ấm áp, sôi động và được tận hưởng bầu không khí bóng đá tuyệt vời mà chúng ta đang được tận hưởng ở kỳ World Cup năm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở đầu bản tin tất nhiên với thông tin của đội tuyển Argentina hướng tới World Cup lần này và một vài hình ảnh ban đầu có thể gây ra những lo lắng cho các fan của xứ Tango khi mà trong buổi tập ngày hôm qua người ta không thấy hình bóng của ngôi sao quan trọng nhất bên phía đội bóng này, đó là Lionel Messi. Theo Foot Mercato, trong 15 phút đầu buổi tập của Argentina, giới truyền thông không hề quan sát thấy Messi tập cùng đội tuyển. Anh được cho là ở trong phòng gym cùng thủ thành Emiliano Martinez và De Paul. Tuy nhiên, giới truyền thông của Argentina vẫn rất lạc quan về khả năng ra sân của Messi trong trận chung kết World Cup gặp đội tuyển Pháp. Trước đó, anh cũng chia sẻ rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sau chiến thắng 3-0 trước Croatia, Messi đã được vinh danh ở đội hình hay nhất vòng bán kết. Mbunga đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của World Cup 2022 với 5 bàn thắng và 3 kiến tạo. Tiền đạo của Paris Saint-Germain đang ở rất gần cơ hội giành chiếc cúp vàng thế giới đầu tiên trong sự nghiệp. Cựu đội trưởng Barcelona còn đứng trước cơ hội thâu tóm các giải cá nhân như cầu thủ hay nhất World Cup, vua phá lưới của World Cup 2022. Messi không có mặt trong buổi tập ngày hôm qua, tất nhiên là cũng có thể trong khoảng thời gian mà đội tuyển Argentina mở cửa cho giới truyền thông tác nghiệp thôi. Sau đó trong phần tập chiến thuật thì có Messi có thể sẽ lại rời phòng gym và ra tập cùng với các đồng đội. Messi bước đầu, ít nhất là theo hình ảnh của truyền thông tại Qatar thì nói rằng anh vắng mặt, nhưng anh xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Chiếc áo số 10 in dòng chữ Messi của anh xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là những chiếc áo có in tên và số áo của Messi của hãng Adidas đã cháy hàng. Màn trình diễn thăng hoa của Lionel Messi trong chặng đường vừa qua của World Cup 2022 đã tạo nên cơn sốt. Trước trận chung kết World Cup 2022, áo đấu Argentina có in tên và số 10 của Mbunga cháy hàng trên toàn thế giới. Các hệ thống cửa hàng và cả kênh bán hàng trực tuyến của hãng thể thao Adidas hiện không còn sót lại bất cứ chiếc áo đấu nào của Messi. Phía Adidas cũng không thể ngờ được rằng nhu cầu của các fan hâm mộ muốn mua áo đấu của chân sút 35 tuổi lại lớn đến vậy. Trong thời gian tới, Adidas tiếp tục sản xuất áo đấu Messi với số lượng lớn, nhưng điều này không thể hoàn tất trong một sớm một chiều. Chắc chắn tình trạng áo đấu Mbunga cháy hàng vẫn sẽ còn diễn ra trong ít ngày tới. Trong trường hợp Argentina vô địch World Cup 2022, Adidas dự kiến sẽ cho ra mắt một số sản phẩm vinh danh Messi. Hãng thể thao nổi tiếng của Đức đã lên sẵn hàng loạt ý tưởng cho kịch bản này. Mới đây thì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã nói rằng Benzema nên trở lại Qatar và những cầu thủ chấn thương khác cũng nên đến Qatar, có thể không phải để thi đấu mà để cổ vũ cho đội tuyển Pháp trong trận cầu rất quan trọng với đội tuyển Argentina. Tuy nhiên, khả năng cao là Benzema, người vẫn nằm trong danh sách đăng ký của đội tuyển Pháp ở kỳ World Cup lần này. Tức là nếu như Pháp giành huy chương vàng thì anh vẫn đủ điều kiện để nhận huy chương khi Pháp vô địch. Tuy nhiên là Benzema có thể sẽ không sang Qatar. Và điều đó gần như là chắc chắn khi mà Benzema vẫn tham gia vào quá trình hồi phục và chuẩn bị cho sự trở lại của mùa giải với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid. Benzema có tên trong đội hình Real Madrid đối đầu với Leganés. Trận giao hữu này kéo dài trong 1 tiếng 30 phút mỗi hiệp. Hai đội hòa nhau 1-1, Toni Kroos là người ghi bàn cho kèn kèn trắng. Đây là dịp để Benzema và đồng đội làm nóng trước khi chạm trán với Real Valladolid ở La Liga rạng sáng ngày 31 tháng 12 theo giờ Hà Nội. Benzema đang được nhắc tới nhiều trên các mặt báo châu Âu. Lúc này, tuyển Pháp chuẩn bị cho trận đấu gặp Argentina ở chung kết World Cup. Benzema vẫn nằm trong danh sách đăng ký của Le Bleu. Do đó, trên lý thuyết, đương kim quả bóng vàng thế giới vẫn có thể đá trận chung kết nếu hồi phục chấn thương. Tuy nhiên, khả năng này rất khó có thể xảy ra. Huấn luyện viên Didier Deschamps cũng từ chối giới truyền thông khi được đặt câu hỏi này.
Theo L'Equipe, Benzema cũng không muốn sang Qatar để xem trực tiếp trận chung kết. Anh muốn ở lại Real Madrid tập hồi phục để sớm bình phục chấn thương và cống hiến cho câu lạc bộ trong giai đoạn 2 của mùa giải. Hôm nay vào lúc 22 giờ sẽ là trận tranh giải 3 giữa Croatia và Maroc. Croatia thì không lạ gì những trận cầu như thế này rồi. Còn với Maroc, thất bại ở bán kết và góp mặt trong trận tranh giải 3 với họ đã là lịch sử rồi. Thế nhưng họ vẫn chưa chấp nhận thất bại trước đội tuyển Pháp. Liên đoàn bóng đá Maroc thậm chí kiện lên FIFA vì cho rằng đội bóng của họ đã bị trọng tài cướp đi 2 quả penalty. Liên đoàn bóng đá Maroc đã đệ đơn kiện lên FIFA về công tác của tổ trọng tài do ông Cesar Ramos đứng đầu trong trận bán kết World Cup, khi mà Maroc dùng từ là trọng tài kỳ cục để nói về ông Cesar Ramos và cho rằng họ đã bị từ chối 2 quả phạt đền rõ ràng trong trận đấu với đội tuyển Pháp. Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Maroc phản đối mạnh mẽ công tác điều khiển của ông Cesar Ramos ở trận đấu trên sân Anbay. Thông báo của Liên đoàn bóng đá quốc gia Bắc Phi có đoạn: một trong những pha bóng gây tranh cãi của trận bán kết diễn ra phút 27 khi Sofiane Boufal ngã trong vùng cấm sau pha va chạm với Theo Hernandez. Trọng tài chính cắt còi nhưng là để rút thẻ vàng cho cầu thủ bên phía Maroc. Đây là quyết định khó hiểu của ông Cesar Ramos. Pha làm chậm cho thấy rằng Hernandez đã có tác động lên chân của Boufal. Tuy nhiên trọng tài chính người Mexico lại cho rằng cầu thủ số 17 của Maroc có hành vi ăn vạ. Đó là những thông tin, những câu chuyện của những đội bóng vẫn đang bước vào những cuộc tranh tài quan trọng nhất của FIFA World Cup năm nay. Còn với những người đã về nước thì sao? Họ cũng gây ồn ào, gây chú ý bởi những cách rất là khác nhau. Trong đó cách mà Neymar gây chú ý thì thực sự không đáng cho lắm. Đó là việc anh trở về nước và vẫn mở tiệc với bạn bè và thậm chí một số đồng đội, khiến cho người hâm mộ Brazil cảm thấy không hài lòng. Theo tờ Folha de São Paulo đưa tin, Neymar đã mở một buổi tiệc lớn ở nhà chị gái và mời một vài đồng đội ở Selecao tham dự, trong đó có Anthony. Ngoài ra còn có ca sĩ Hao Gomez. Dù Neymar đã cố gắng giữ kín thông tin, nhưng mọi chuyện vẫn đến tai cánh phóng viên và truyền thông. Ngay sau khi thông tin này được phát đi, người hâm mộ Brazil đã chỉ trích cầu thủ, sinh năm 1992. Brazil đến World Cup 2022 với tư cách một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Tuy nhiên, đội bóng Nam Mỹ đã gây thất vọng khi để thua Croatia tứ kết. Họ để đối phương cầm hòa 0-0 sau 90 phút, hòa 1-1 sau 120 phút và cuối cùng thất bại 2-4 ở loạt sút luân lưu cân não. Neymar và Richarlison là những người khóc nhiều nhất. Họ được kỳ vọng rất nhiều ở giải đấu năm nay nhưng không thể mang vinh quang về cho đất nước. Ngay sau khi dừng bước ở tứ kết, các thành viên của đội tuyển Brazil đã lên máy bay về nước. Thực tế thì việc Neymar mở tiệc cũng là một chuyện khá là bình thường với những cầu thủ tại Nam Mỹ, đặc biệt là tại Brazil, những người sống phóng khoáng và có tính cách nghệ sĩ. Cho nên là chúng ta có lẽ cũng nên có một cách nhìn thật sự là rộng rãi hơn một chút, thoải mái hơn một chút đối với những ngôi sao như vậy. Trong khi đó thì một ngôi sao khác của sân chơi World Cup, người từng vô địch World Cup 2010, vô địch Euro 2012 là Sergio Busquets, sau khi đá hỏng quả penalty trong trận đấu với Maroc đã tuyên bố chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế, tức là sẽ không khoác áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha nữa. Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, tiền vệ Sergio Busquets đã chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu cho đội tuyển quốc gia ở tuổi 34. Nhiều tin đồn cho rằng cầu thủ sinh năm 1988 đã nghĩ đến quyết định chia tay đội tuyển quốc gia sau khi La Roja phải sớm dừng bước tại World Cup 2022 và những dự đoán đã trở thành sự thật. Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, tiền vệ Sergio Busquets đã chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu cho đội tuyển quốc gia ở tuổi 34. Cầu thủ hiện đang khoác áo Barca có tổng cộng 143 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha. Anh có một lần vô địch World Cup vào năm 2010, sau đó tiếp tục cùng đội bóng xứ Bò Tót vô địch Euro 2012. Giờ đây anh sẽ tập trung hoàn toàn với đội bóng là Barcelona. Với việc Sergio Busquets nói lời chia tay đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, nhiều khả năng Jordi Alba sẽ trở thành đội trưởng mới của Bò Tót. Sergio Busquets là một trong những người rất quan trọng trong lối đá Tiki-Taka và là chỗ dựa cho hai cầu thủ rất là trẻ là Pedri và Gavi. Tất nhiên là khi không còn Sergio Busquets nữa, Tây Ban Nha sẽ phải tìm tới những một người thay thế khác, nhưng cũng có thể là lối chơi quen thuộc của họ sẽ được thay đổi trong thời gian tới. Với một đội bóng như là Bồ Đào Nha thì họ không cần phải thay đổi quá nhiều, họ có trong tay một lực lượng đủ tốt để có thể làm nên chuyện tại Euro năm 2024. Vấn đề chỉ là tìm ra một huấn luyện viên đủ tầm để dẫn dắt đội bóng hay không mà thôi. Mourinho là người
có đủ uy, đủ tầm để dẫn dắt đội bóng này. Tuy nhiên mới đây thì Mourinho liên tục từ chối những câu hỏi dạng như vậy về việc là có thay thế ông Fernando Santos hay không. Huấn luyện viên Fernando Santos đã chính thức bị Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha sa thải sau khi Maroc loại sốc họ ở tứ kết World Cup, và Mourinho ngay lập tức bị đặt ra câu hỏi về tương lai một cách dồn dập. Ông mới bị cánh phóng viên bao vây khi đáp máy bay xuống Faro cùng các cầu thủ Roma, nhưng quyết định không đưa ra phản hồi. Những tin đồn gần đây cho rằng Mourinho có thể song song làm hai công việc. Ông vẫn giữ chức vụ huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ AS Roma, nhưng sẽ dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha. Dù vậy, viễn cảnh này rất khó xảy ra. Mourinho có sự am hiểu tường tận về bóng đá Bồ Đào Nha, ông cũng có tiếng trong việc giành những danh hiệu ở đẳng cấp cao. Ngoài ra, Mourinho cũng có cái uy để trị những cầu thủ có cái tôi lớn trong vòng thay đồ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin World Cup ngày 17 tháng 12 hôm nay. Biên Cương xin cảm ơn sự quan tâm yêu mến của quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn những ngày nghỉ thật nhiều niềm vui, ấm áp. Và cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng những lượt like và subscribe, cũng như là đưa ra những ý kiến, bình luận của mình. Dự đoán trận đấu tranh giải ba hôm nay giữa Croatia và Maroc, đặc biệt là những thông tin bình luận dự đoán cho trận cầu đinh vào ngày mai giữa Pháp và Argentina. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.